lắp ba ga cho Sonic như thế nào? Xin chào các bạn, Adbiker sẽ quay chi tiết cho các bạn xem cách lắp một cái ba ga thùng GV. À, đây là ba ga nha, ba ga HRV. Chắc nhiều anh em chơi xe cũng biết rồi. Thì hiện tại là GV là chưa ra cái ba ga chính thức cho Sonic, nhưng mà bên mình đã sử dụng cái bộ ba ga này là của Rider Sunker. Thì các bạn có thể tham khảo trên mạng nhé. Còn ba ga Rider Sunker thì bên mình sẽ là đổ thêm một cái part. Cái part này là bên mình là dập sẵn đây này, dập sẵn dành cho Sonic để nén ổ khóa. Ok, mình sẽ test cho các bạn xem luôn nhé. Đây là một chiếc Sonic. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải mở các con ốc ra. Trên này là sẽ có bốn con ốc này, bốn con ốc tay dắt. Các bạn có thể sử dụng lại tay dắt riêng nhá. Bên mình đã sử dụng ok. Thì các bạn cứ sử dụng lại bình thường. Đây, đây là cái lắp ở bên trái. Mình vừa test chìa khóa xong đấy, mình không quay nha. Nhưng mà nói chung là ok. Rồi, tiếp theo bên trên là sẽ bốn con ốc như zin luôn. Các bạn cứ lắp vào như zin. Bốn con ốc thôi. Bốn ốc này là bốn ốc zin cũng được. Bên cạnh á thì các bạn sẽ sử dụng cái con ốc bên mình này cho sẵn, ốc 8 ly. Còn ở đây á thì nhớ là một con chêm nha. Nhớ có một con chêm hai bên. Có nghĩa là bên gạc chân bên này thì có một con chêm, bên gạc chân bên kia cũng có một con chêm. Vì sao? Vì khi các bạn lắp cái ba ga vào rồi thì bên kia sẽ bị hơi bị hụt. Thì mình sẽ phải thay con ốc gạc chân. Ốc gạc chân bên mình là cho sẵn rồi thì các bạn cứ thay thế như zin nhé. Đó, ốc ngắn này thì bên mình cho thay thế con dài vào. Đây là con ốc tương tự lắp bên kia. Rồi, bên này cũng vậy, nhớ là con chêm này này, con chêm này nằm ở bên này nhá. Chêm này nằm ở phía trước. Có hai con ốc gạc chân thì một con ở phía trước, một con phía sau. Đấy. Mình đi lắp quen rồi nên mình sẽ dùng máy nhá. Còn các bạn nào mà mới lắp á thì mình khuyên là không nên dùng máy nhá. Mình khuyên thiệt sự á, chưa nên dùng máy nhưng mà chưa quen. Mình lắp quá nhiều xe rồi nên là mình sử dụng máy cho thành thạo hơn. Vậy tiếp theo sẽ là cái đế. Đế trong video là đế M7M. À nhầm, xin lỗi các bạn nhé. Đế này là đế M5M. Đế cũ, đây là đế của HRV. Tuy nhiên bạn nào mà hứng thú với cái ba ga HRX á thì có thể comment bên dưới, bên mình sẽ trả lời cho. Đây, mình sẽ cho các bạn xem quay video luôn này. Đó, vừa rồi là cái đế M7M nhá, đế có đèn. Thì các bạn cần thì cứ comment ở bên dưới. Rồi, tiếp theo là quay về chủ đề chính là ba ga HRV. Ba ga HRV thì rẻ hơn. Bạn nào có nhu cầu thì lên cái nào thì tùy các bạn thôi. Rồi, sau khi lắp thì các bạn siết chặt lại đều tất cả các con ốc nhá. Nhớ là lắp lắp cái ốc bố xe vào nha. Thường là bên mình sẽ tháo ốc bố xe cho dễ sử dụng á. Tại vì khi lắp vào á nó sẽ cần bên này cần bên kia nên là cứ tháo ốc bố xe ra đi cho dễ. Mình khuyên là nên tháo ra nhá. Rồi, sau khi lắp xong hết thì các bạn nhớ một điều á, là cái yên xe khó đóng. Cái yên xe sẽ khó đóng hơn đấy. Thì các bạn sẽ tháo hai cái nút cao su nhá. Hai cái nút cao su ở bên yên xe là ổn thôi. Ngoài ra thì bên mình còn bán rất nhiều các mặt hàng khác nữa thì các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như nón bảo hiểm này, dây áo giáp, găng tay gì. Còn cái thùng GV thì chắc chắn là có rồi, thùng rửa GV của Sonic có luôn. Ba ga này là ba ga chính hãng nhá, bên mình chỉ làm lại cái part thôi. Part này bên mình vẫn bảo hành bình thường. Lưu ý một điều nữa là hai cái con ốc mình vừa gắn đây này, hai cái nút cao su á, thì các bạn nhớ dán keo 502 lại nhá, đỡ bị rơi. Cái thùng cuối video á là thùng E250N nhá, E260N chứ, E260N nó tầm khoảng 26 lít. Các bạn nào quan tâm thì cứ comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you.